Lạnh, mùa đông đến rồi bạn có gậy chưa? Mùa thu trôi qua, mùa đông sẽ đến đảo Kaia trong bản cập nhật mới. Tuyết sẽ rơi và bao phủ đảo Kaia với một màu trắng tinh khôi cùng không khí lạnh giá. Những người tuyết xuất hiện khắp nơi trên đảo Kaia. Còn gì tuyệt vời hơn khi được ngồi ngắm tuyết rơi. Cùng với mùa đông, những loài cá băng sẽ quay trở lại, các cần thủ chuẩn bị đi săn nhé. Cùng đón chờ những sự kiện mùa đông đầy bí ẩn sắp đến trên đảo Kaia nhé. Chúc các bạn chơi vui!